chan tập phải giữ cho trang tình, tập tinh kiên trì và luôn chú ý. Con đang làm gì vậy? Dạ con đang làm bài tập làm văn. Ờ, bài tập làm văn hả? Đâu? Để cha coi coi. Ri viết chữ đẹp quá ha. Ngày xưa cha viết chữ xấu quắc à. Ngày xưa cha hay bị bà khẽ tay nè. Chữ xấu quắc là bị khẽ tay nè. Ri viết chữ cho nhớ cha đi. Nhớ không em, nơi chúng mình tìm phút êm đềm. Thành phố nào vừa đi đã mỏi, đường quanh co quyện gốc thông già, chiều đan tay nghe nắng chan hòa, nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Ông ngoại môi dạ cháu ngoại. Bà chào con. Ri đang làm gì vậy con? Dạ con đang viết bài. Hồi nãy ông ngoại hát cái gì vậy? Ông ngoại hát ngày xưa. Bài thành phố buồn hả bà? Thành phố buồn. Ông ngoại nhớ ngày xưa. Con đang làm gì vui vậy? Dạ con đang làm bài tập làm văn tả về quê hương. Nhưng mà bài này khó quá à. Con không biết quê hương là gì hết. Quê hương đây như quê hương của ông ngoại nè. Ông ngoại sanh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Quê hương á là cái vùng đất mà giống như ông ngoại đi, đó là cái vùng đất mà ông ngoại được sinh ra, con hiểu không? Được sinh ra, được lớn lên, có tuổi thơ của ông ngoại ở đó. Giống như là cha đi, quê hương của cha, ông ngoại, quê hương của ông ngoại là ở Đà Lạt, nhưng mà quê hương của cha lại là ở Sài Gòn. Là tại sao? Là tại vì ông ngoại vô đây gặp bà ngoại, cái ông ngoại với bà ngoại sinh ra cha, là cha được lớn lên, cha được đi học ở đây nè, là cha được bà ngoại tập cho biết chữ nè, cái xong rồi được bà ngoại cho ăn đòn nữa đó. Bây giờ cha sẽ tả cái quê hương của cha cho con nghe, xong rồi sau đó con sẽ tự rút ra được quê hương của con là gì ha. Dạ. Đây đây, cha sẽ chỉ với con những cái trò chơi ngày xưa mà cha hay chơi với các bạn của cha nha. Đi đây. Đây cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện của ông ngoại với bà ngoại ngày xưa. Đó, con biết trò này là trò gì không? Trò này là trò nhảy dây. Đá cầu. Đây cha kể cho con nghe. Để cha kể về tuổi thơ của cha này, là quê hương mà cha vẫn hay ngồi nhớ lại. Có những kỷ niệm cả đời không thể quên, rằng quê hương là nơi tuyệt vời trong trái tim. Ở nơi đó ngày xa ngày xưa, ngày ông bà hay làm thơ trước sân trường. Ông bà gặp nhau, ông bà thương nhau, và vài năm về sau tự nhiên lại có cha. Ở nơi đó ngày xa ngày xưa, ngày hồn thơ của cha hồn nhiên khắp phố phường. Mỗi lần nghĩ đến là những ngày tháng thật vui. Con nhớ không? Con hiểu chưa? Con hiểu quê hương của mình chưa? Ngày xưa ông bà gặp nhau ở trường của bà. Trường của bà là trường Gia Long đó. Trường Gia Long là trường Minh Khai của mình bây giờ. Hiểu không? Bây giờ con thử suy nghĩ cái quê hương của con là gì nha. Suy nghĩ, 30 giây suy nghĩ.
rồi. Tuổi thơ của mỗi người là quê hương mà ai cũng mong được quay về. Có những mái nhà, những người ta mến yêu, rằng quê hương là nơi tuyệt vời trong trái tim. Ở nơi đó tuổi thơ của con được yên bình trong vòng tay của cha mẹ. Là những kẹo bánh, là những trò chơi mà chỉ riêng ở quê của mình mới có thôi. Ở nơi đó ngày nay của con được in ở trên từng góc phố con đường. Mỗi lần nghĩ đến là những ngày tháng thật vui. Lại một lần nữa. Ở nơi đó tuổi thơ của con được in bên trong vòng tay của cha mẹ. Là những kẹo bánh, là những trò chơi mà chỉ riêng ở quê của mình mới có thôi. Ở nơi đó nụ cười của con được in ở trên từng góc phố con đường. Mỗi lần nghĩ đến là những ngày tháng thật vui. Lại lần nữa. Mỗi lần nghĩ đến là những ngày tháng thật vui. Con hiểu chưa? Dạ con biết quê hương là gì rồi. Rồi làm bài đi. Đầu quê hương rồi, tả quê hương coi coi. À, quê hương của con rất là đẹp trai. Quê hương của con có mái tóc bù nâu. Ủa, đang tả cái gì vậy?